Thưa quý vị, trong những năm qua, các cấp ngành của tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Nhiều địa điểm đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trong đó phải kể đến Tháp Chót Mạc trên địa bàn huyện Tân Biên. Tháp Chót Mạc là một tháp cổ nằm tại ấp Xóm Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tháp Chót Mạc là một trong ba ngọn tháp cổ mang dấu ấn đặc trưng của văn hóa Ốc Eo còn sót lại tại Nam Bộ. Nếu như trước đây, Tháp Chót Mạc có ít người biết đến, cũng như chưa gắn được với việc quảng bá và phát triển du lịch tỉnh nhà, thì giờ đây, sau khi được trùng tu, đường xá quanh tháp được sửa sang lại. Xung quanh tháp còn có tường bảo vệ và được trồng thêm nhiều cây xanh. Tháp Chót Mạc đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, đặc biệt là đối với những du khách có đam mê với khảo cổ học. Ủy ban dân xã hàng năm thì thực hiện nhiều cái đợt hoạt động liên quan đến cái ngôi tháp này. Đặc biệt thì ngay chỗ lực lượng của đoàn viên thanh niên thì tham gia các hoạt động thông qua các cái ngày hội liên quan đến đoàn viên thanh niên, rồi tạo cái sân chơi cho các em học sinh để thực hiện cái dây nguồn. Hiện nay, tại Tháp Chót Mạc đã được lắp đặt bảng quét mã QR giúp du khách đến tham quan dễ dàng nắm được thông tin và hiểu hơn về giá trị lịch sử của tháp. Đặc biệt, thông qua các hoạt động tại địa phương được gắn liền với câu chuyện văn hóa lịch sử của Tháp Chót Mạc đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục thế hệ trẻ, bồi đắp niềm tự hào về các giá trị tốt đẹp của cha ông, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Xuyên suốt theo năm học thì đội hội đồng đội xã Tân Phong thường xuyên tổ chức các hoạt động để các em đội viên học sinh đến tham quan tại khu di tích lịch sử Tháp Chót Mạc. Mục đích đầu tiên đó là giới thiệu cho các em về di tích lịch sử Tháp Chót Mạc của địa phương mình. Thứ hai nữa là tổ chức cho các em dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây cảnh xung quanh tháp để bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử của địa phương. Thì đối với di tích lịch sử văn hóa Tháp Chót Mạc thì phòng văn hóa thông tin phối hợp ủy ban nhân xã Tân Phong tuyên truyền quảng bá giới thiệu di tích lịch sử trên các cái cổng thông tin điện tử của huyện, của xã, các cái trang mạng xã hội, đồng thời thì sẽ phát trên các cái hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, và song song đó thì sẽ lồng ghép trong cái giáo dục học đường đối với các cái trường học và qua các cái sinh hoạt ở cái đoàn thể ở địa phương bằng nhiều cái hình thức nội dung phong phú rất là đa dạng. Trong thời gian tới, huyện Tân Biên sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hình thức để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Tháp Chót Mạc rộng rãi hơn nữa đến với du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa du lịch của địa phương ngày càng phát triển.